Chào anh em yêu đàn nhị. Ngày hôm nay, để theo yêu cầu của mọi người, mình xin được chia sẻ cho mọi người bài Em đừng đi, nhạc Trung Quốc. Trong thời gian vừa rồi, có rất nhiều các bạn trẻ có yêu cầu mình làm bản nhạc này. Thì hôm nay, mình xin được chia sẻ cơ bản cảm âm của nó và cách chơi của nó một cách cơ bản. Vâng, sau đây mình xin đánh một đoạn demo của nó. Bài này nó là một cái bài rất là hay và cũng rất là dễ. Đấy. Thì tội gì chúng ta không học, việc gì chúng ta phải chọn những cái bài khó khăn làm gì đúng không? Cứ những cái bài dễ mà hay này đánh ai cũng nghe rồi, ai cũng đã từng nghe rồi thì mình đánh ở đâu cũng sẽ đều được cái sự chào đón của khán giả. Vâng. Đầu tiên thì các bạn lên dây là sòn, à đồ son, mình dạy trên đồ son cho nó thông dụng nhất, cho mọi người học nó thông dụng dễ hiểu nhất. Câu đầu tiên của nó là re la re la re son la son, re la re la re son la son. Trong trường hợp này tôi sẽ dùng nốt son ở dây trong để... Vì sao tôi dùng nốt son ở dây trong? Để cái nốt son này tôi có thể rung được. Vì vậy các bạn phải chuyển xuống thế tay 2 để đánh nốt son ở dây trong. Đấy, nốt son. Nốt son chúng ta sẽ luyến từ nốt mi lên. Câu 2. Đồ. Đồ son 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 la pha re. Đồ son 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 la pha re. Câu 2 chúng ta cũng dùng nốt son các nốt ở dây trong luôn để cho nó có sự liền mạch và nó có cái nốt vuốt. Chúng ta sẽ vuốt từ từ pha về rê. Câu câu 3. Rê la 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 rê son la son. Rê la 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 rê son la son. Vẫn chuyển thế nhá. Đấy, để nốt son chúng ta có thể rung chứ nếu mà nốt son dây buông chúng ta không rung được mà nhạc Trung Quốc tối kỵ rung dây dây buông. Nghe nghe nó không nghe nó rất là kinh. Nhạc Việt Nam thì lại khuyến khích rung dây buông nhưng nhạc Trung Quốc thì không được phép rung dây buông. Có thể rung kiểu này thì tạm chấp nhận được đấy, nhưng mà chúng ta dùng rung ở dây dây trong này chúng ta sẽ nó sẽ hay hơn đấy. Ok, tiếp theo câu 4.
Fa 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 son la. Fa 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 son la, vẫn là dây trong. Đấy. Dây trong dùng nó sẽ liền mạch và nó sẽ hay hơn. Chứ còn nếu mà chúng ta đánh bình thường thì rất là cũng được, nhưng mà nghe thì Yên đang dây trong thì Yên nhảy sang dây ngoài này nó sẽ không hiệu quả bằng bằng cách đánh kia. Tiếp theo là re re là câu thứ năm, là re re là la fa son, là re re là la fa son. Câu 6. Do 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 re mi do la. Do 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 re mi do la. Đọc lại. Câu 7. La re re la la fa son la son. Đánh lại này. Các bạn chú ý đoạn nào mình dùng nốt dây trong thì các bạn phải nhìn nhìn để phân tích nhá. Mình chỉ nói qua qua lúc đầu thôi, chứ còn về về sau thì cách vận hành như thế các bạn nhìn nhìn cái tay của mình để các bạn vừa học vừa nhìn để xem cái đoạn nào mình chuyển thế dây trong, cái đoạn nào mình dùng dây ngoài nhé. Câu tiếp theo ở đâu sao là re re la la fa son do 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 re mi do la. Tiếp theo này, do son 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 la fa re, do son 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 la fa re. Cái bài này ấy, thì nó mang một chút có cái gì đấy hơi kiểu giống miền miền núi, nhạc miền núi của mình ấy, nên là những cái nốt vuốt các bạn tả nó hơi hơi có cái nét nét kiểu miền núi, giống kiểu nhạc người người Mông của Việt Nam mình ấy. Đấy đấy, những cái đoạn này đấy kiểu 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 đấy, nhưng mà nó không hoàn toàn giống đâu, nhưng mà kiểu mình gợi 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 nó hơi giống giống là được. Câu tiếp theo, re là re la fa son, re là re la fa son. Tiếp theo, đô là đô re đô la, đô là đô re đô la. Tiếp theo, re là re la fa son, đô đô la son la re. Re là re la fa son, do do la son la re.
Vâng, vừa rồi thì mình đã hoàn thành xong bài Em đừng đi, nhạc Trung Quốc. Chúc các bạn học bài này thành công và các bạn có yêu cầu muốn học bài gì thì cứ comment xuống bên dưới. Mình sẽ biết được bài nào mình sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn thỏa mãn niềm đam mê. Xin chào các bạn.